Hello Shop, xin chào các bạn. Nếu như các bạn đã quá mệt mỏi với phiên bản iOS 15 cùng những lỗi vặt như là việc lỗi bàn phím nè, lỗi máy nóng lên quá nhanh, đặc biệt đó chính là việc pin tuột không kiểm soát, và chắc hẳn các bạn cũng đang mong chờ đến phiên bản mới nhất sắp sửa được ra mắt vào đầu tháng 6 sắp tới, đó chính là iOS 16. Thế thì hôm nay hãy cùng Hello Shop chúng mình điểm qua một vòng xem những tin đồn nổi bật nào về phiên bản sắp tới nhé. Bắt đầu thôi nào. Đến với một số thông tin đầu tiên nào. Theo Mark Gurman, Apple đã cho cải tiến một số ứng dụng mặc định. Tuy nhiên, Mark vẫn chưa nêu rõ đó là ứng dụng nào. Ngoài ra, có một số nguồn tin cho biết rằng ở trên iOS 16 sẽ cập nhật những icon mới tương tự như trên macOS Big Sur. Cũng theo Mark Gurman, ở trên iOS 16 sẽ có những cải tiến đáng kể về mặt thông báo, nhưng mà cải tiến như thế nào vẫn còn là một ẩn số. Ngoài ra, chế độ Focus Mode cũng sẽ được cải thiện. Apple sẽ cho chúng ta nhiều lựa chọn hơn về chức năng và chế độ Focus Mode này. Cùng đến với những tin đồn tiếp theo nào. Theo như leak Apple Pro thì Apple đang cho phát triển một widget mới tên là InfoSec. Như các bạn đã biết thì widget đã có từ phiên bản iOS 14. Thì ở iOS 16 này, widget sẽ cho chúng ta đa nhiệm nhiều hơn ở trên cùng khung. Thoạt nhìn thì chúng ta sẽ thấy InfoSec giống với lại Stack trên phiên bản iOS 15 hiện tại. Nhưng không phải vậy, InfoSec sẽ cho người dùng có được nhiều widget trong cùng một khung thay vì phải lướt như là trên iOS 15. Ngoài ra, cũng có một số thông tin cho rằng chúng ta có thể thao tác trực tiếp ở trên widget trên phiên bản iOS 16. Cụ thể, một số nguồn tin còn cho rằng Apple đang phát triển một ứng dụng giúp người dùng quét các lọ thuốc của mình và nhắc họ dùng thuốc đúng giờ. Nhưng ở phiên bản đầu tiên này thì chưa bao gồm các tính năng đã định. Tiếp theo đây, đó chính là tính năng liên lạc khẩn cấp thông qua vệ tinh. Nếu như tính năng này được phát triển trên iOS 16 thì người dùng có thể gọi điện và gửi tin nhắn khẩn cấp thông qua vệ tinh mà không cần đến mạng di động. Theo như 9to5Mac thì phiên bản iOS 16 này sẽ không hỗ trợ các dòng sản phẩm như là iPhone 6S, iPhone 6S Plus và iPhone SE thế hệ đầu tiên. Theo phần cứng là dịch vụ mà bọn mình muốn đề cập tiếp theo. Apple sẽ cho phép người dùng thuê các thiết bị như là iPhone, iPad, thậm chí kể cả là Mac. Tương tự như các dịch vụ trả phí hàng tháng của Apple như là Apple Music, Apple TV cộng và iCloud cộng. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều thông tin về dịch vụ cũng như là các điều khoản cho dịch vụ trên. Đặc biệt là còn có những bất cập trong quá trình cho thuê. Tiếp theo là dịch vụ Apple Fitness cộng. Apple sẽ bổ sung và đa dạng hơn các bài tập cho người dùng của mình. Đồng thời cũng có nguồn tin cho rằng Apple đang phát triển một dịch vụ tương tự với InstaKey. Để các bạn hiểu rõ hơn thì InstaKey là một dịch vụ chuyên về việc vận chuyển thực phẩm ở bên Bắc Mỹ. Apple cũng làm tương tự, nhưng đồng thời còn bổ sung thêm việc liên kết thông tin về dinh dưỡng thông qua các app ứng dụng về sức khỏe cho người dùng, để người dùng có một trải nghiệm tốt hơn. Và cuối cùng cho danh sách tin đồn đó chính là về phần dịch vụ. Dịch vụ Buy Now Pay Later sẽ mở đầu cho danh sách này. Với dịch vụ Buy Now Pay Later sẽ cho phép người dùng Apple Pay thanh toán một khoản bất kỳ thông qua hình thức trả góp. Nhưng một ví dụ điển hình để các bạn hiểu như sau. Khi chúng ta mua một sản phẩm là một chiếc điện thoại iPhone thì chúng ta sẽ có hai hình thức trả góp như trước đây. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ trả góp thông qua nhà mạng hoặc là chúng ta trả góp thông qua Apple trực tiếp. Thì thông qua dịch vụ Buy Now Pay Later này trên Apple Pay, chúng ta sẽ được một mức phí trả phí ít hơn so với khi hai hình thức trả góp trước đây. Dự kiến dịch vụ sẽ ra mắt vào cuối năm 2022. Và đó là toàn bộ những tin đồn mà Hello Shop bọn mình tổng hợp được về phiên bản mới nhất iOS 16. Nếu như các bạn có thêm bất cứ thông tin nào thì hãy để lại cho mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe, đó sẽ là động lực rất lớn để mình ra tiếp video sau đấy. Sắp tới bọn mình có ra thêm video về tin đồn macOS và watchOS. Các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau.